Rừng chân chân bé khi chiều nắng chưa phai, từ xa thắp sáng muôn tà áo tung bay. Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Hello mọi người, bọn mình đang ở một trong những quán ăn mà thời gian vừa rồi rất là dần dần ở trên các mặt báo, đó chính là quán ăn Mợ Mê Ốc của anh Simesis. Đây là một trong những cái quán ăn ra đời sau trong những cái chuỗi ăn mà các anh này mở. Tạm biệt trưởng này, Bơ Bán Bò. Thì bây giờ là quán Mợ Mê Ốc theo concept ốc miền Nam đó mọi người. Tại sao mình nói là ốc miền Nam? Bởi vì nó có rất là nhiều những cái món concept khác của ốc. Ở những cái hàng ốc miền Bắc sẽ chỉ có những cái món basic hơn, xào hoặc là luộc hoặc là hấp. Ở miền Nam thì sẽ rất là nhiều món. Và cái quán này rất là đẹp, giống như là một cái quán cà phê theo concept Việt Nam thập niên 80. Từ những cái băng rôn, poster, hình rất là đặc trưng. Nhưng mà ở trong một quán ăn thì chất lượng đồ ăn là cái mà mình đánh giá nhiều nhất. Nên là chúng ta sẽ đến với đồ ăn nha mọi người. Những cái bát ăn nhìn nó giống như là quán cơm thôi mọi người ơi. Đây là những cái nĩa để khều ốc. Ở đây có một cái đặc trưng là có những cái khều ốc như thế này. Nó là những cái kim băng đó mọi người. Đây là những món best seller và được nhiều người gọi nhất khi mà đến quán, mặc dù là quán mới mở được 2 tuần thôi. Ốc bươu nhồi thịt 79.000, nghêu đút lò 119, chiên chiếc xào lá quế 89.000. Ở đây ốc hương xào trứng muối 119.000 luôn. Cái nồi này là lẩu ốc hương Đồng Nai nha mọi người. Không biết ngờ, không biết ngờ. Xong mình sẽ có mướp, bầu, sả, ốc hương và nghêu. Đầu tiên đến cái món này trước nha mọi người. Ốc bươu nhồi thịt. Cái món này cũng là món basic trong tất cả những cái hàng ốc mà mình thường hay ăn. Cầm hai cái cuốn sả kéo lên. Đó, nó sẽ dậy nè. Rất là dễ ăn và nó sẽ không làm mẩn tay khi mà mình ăn ốc. Đó, cái này sẽ chấm với mắm gừng nè mọi người. Quên, cái mắm mật đây rất là kẹo mọi người ơi. Một con ốc nhồi như này rất là nhiều ốc, rất là giòn, thơm mùi sả, mà nó mắm vẫn là cái thành phần chính làm nên cái vị đậm đà của cái món này ấy. Ốc hương rang trứng muối là một trong những cái niềm tự hào của quán. Hầu như những quán ốc ở Sài Gòn là quán nào cũng sẽ có món này. Cái sốt rất là đặc của mọi người ơi, chúng tôi là rất nhiều trứng muối luôn. Wow, trứng muối họ sẽ sắc thành những cái cục to nha mọi người, chứ không có kiểu nhìn nhuyễn. Sẽ có cả ngô ở trong bên này. Ngon nha, chất lượng nha, sốt rất là kẹo, rất là nhiều trứng muối nha mọi người. Cảm nhận được cái vị bột bột của trứng muối rất là rõ và nó sẽ hơi lợn cợn, thơm rõ vị nhưng mà nó sẽ không đậm đà. Chấm sốt tiêu đen nha. Sốt này mình đánh giá là nó ngon nha, mặc dù là nó hơi nhạt thôi. Mình nghĩ ốc hương thì nó cũng không phải là size to lắm nhưng mà khá là chắc nha mọi người và nhiều nha. Ấy, cái bánh mì ở đây hơi lạ nha, bánh mì ở đây nó như kiểu như là một nửa của ổ bình thường vậy đó mọi người. Khá đặc ruột. Tiếp đến là món best seller của quán, nghêu đút lò 120 cạnh. Sẽ nằm ở trong một cái khay, nó hay là nhức thọt đó mọi người. Nó sẽ có những cái ô nhỏ nhỏ như này, nhưng mà nó khá là chắc so với cái vỏ nha. Thơm mùi bơ, ngon nha. Trong đây là giò sống không phải thịt băm. Và thật ra khi mà ăn món này em lại không cảm nhận được rõ vị nghêu lắm. Vị của giò sống nè, thơm mùi bơ và mùi tỏi. Vậy thôi đó mọi người. Đối với mình đánh giá là cái món này nó hơi đắt, 120. Bình thường mà mình ăn nghêu mà kiểu nghêu thái hay là nghêu xả thì nó sẽ được đầy một nồi đúng không? Rất là nhiều con, nhưng mà cái món này nó chêm chép xào lá quế. Hay ăn ở trong những cái món hủ tiếu bò viên thì lá quế là rất là thơm. Món này thì thêm về vị ngọt cho mọi người và đậm đà. Cá nhân của mình thì mình thấy là chêm chép hấp là ngon nhất. Chêm chép hấp xả sẽ ngon hơn và nó sẽ không có bị quắt lắm. Và nhìn nó giống như con nghêu ở giữa vậy đó. Rồi, tới công chuyện này. Nó sẽ hơi giòn giòn. Xào này nó rất là thơm, cũng dậy cái mùi bơ á. Cũng được nha mọi người, được dưới 100.000. Thì mình thấy món này nhiều, nhâm nhi kiểu uống bia đồ á, rất là vui. Món cuối cùng, lẩu ốc Đồng Nai. Wow, nhìn rất là thú vị ha. Cái lẩu này thì mình ăn cùng với bún, mướp và mùng tơi. Nó đậm đà hơn mình nghĩ nha, nó vẫn đậm đà. Theo tất cả những món mà mình ăn thì cái quán này là họ nêm theo kiểu đậm đà. Thơm cái mùi tỏi nè, xả nè. Nấu canh bầu, canh bí ở nhà đó. Mùi lẩu thái mọi người, nó sẽ có cái mùi xả nồng như vậy luôn. Nó rất là lạ miệng, nếu mà đi đông á, các bạn ăn cái nồi này ok nha. Và nó đổi khẩu vị cho những cái món mà các bạn ăn nhiều gia vị. Cá nhân mình thì mình thấy cái sự kết hợp này nó khá là lạ. Đúng rồi, cái nồi này ngon. Mình thích cái món ốc hương ở trong cái nồi này hơn là cái món ốc hương này. Bởi vì cái món này thì mình quen thuộc quá rồi, vẫn chuẩn bị nha. Nhưng mà mình chỉ chấm nó khoảng tầm 7-8 điểm thôi. Mình thấy cái món này nó lạ miệng hơn so với mình. Hàng ốc này vẫn là một trong những hàng ốc mình nghĩ là có thể thử được. Nó khá là lạ miệng. Ốc xào lá quế này hoặc là nghêu đút lò thì đầm thì các hàng nào có. Có mỗi hàng của anh Simesis là có những cái món lạ như này, sang chảnh luxury hơn so với những hàng ốc bình thường. Thì đến thử một lần cho biết thì mình sẽ ok nha. Hôm nay mình gọi ra 4 món nha mọi người, khoảng tầm 700.000. Nếu như các bạn mà đi 2-3 người mình nghĩ là ăn ok. Và nếu như các bạn mà gọi những cái món bạch thái hay là lẩu như này thì cũng no được đấy nha. Quán này khá là thú vị. Đây là một trong những quán mà mình nghĩ là các bạn có thể recommend bạn bè đến đây ăn thử được. So với mặt bằng chung của ốc nha thì nó vẫn cao hơn, nhìn hơn một tí, nhưng mà cái vị trí mặt bằng rất là đẹp. Từ 3 giờ chiều cho đến hình như là đến tối đó mọi người. Và có những cái món recommend như là hôm nay mình gọi này. Và đây là Mợ Mê Ốc của anh Simesis, nằm ở số 200
93 đường Trần Hưng Đạo, rất là trung tâm luôn, mọi người đến thử nhé. Với sự trở lại lần này, cái quán ốc này nó rất là bất ngờ ấy. Nó hơi y vắng nhà anh xin viết, tức là đùng một cái là anh lên cái video và anh show ra là anh có một quán mới. Hy vọng là mọi người sẽ biết đến nhiều hơn. Cộng đồng yêu ốc có thể đến đây để thập thử những cái món ốc của anh xin viết mở nha. Và ủng hộ anh nha. Và mọi người đã ăn thử những món ốc này chưa? Và mọi người cảm thấy giá này như thế nào thì mọi người để lại comment ở bên dưới cho mình nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số video tiếp theo, và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.